Thưa các bạn, trên tay tôi đang là một cái bài báo có tiêu đề tôi tạm dịch là Chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai của các cái thị trường chứng khoán châu Âu đang sụt giảm. Và cái sự sụt giảm này nó đến từ các cái lo ngại của giới đầu tư trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell. Và cái bài phát biểu của ông Powell thì nó sẽ được diễn ra ở đâu và khi nào? Khi chúng tôi làm chương trình này, tôi và anh Tuấn, thì chúng ta sẽ còn chờ cỡ khoảng 5 tiếng nữa, đúng 5 không? Tiếng, vâng. 5 tiếng nữa thì sẽ đến bài phát biểu của Jerome Powell. Và ông phát biểu tại một hội nghị chuyên đề nổi tiếng có đã xuất hiện hàng chục năm nay, có tên gọi là Jackson Hole. Và đây là chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay. Và chủ đề này nó sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán toàn cầu. Và gần một tuần vừa qua thì thị trường Mỹ có những cái đợt sụt giảm ngắn hạn. Và phần lớn là cái tâm lý của giới đầu tư đang chờ đợi cái bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole vào thứ sáu tuần này. Và chúng ta thấy rằng là cho dù cái phiên phục hồi ngày hôm qua đi chăng nữa thì chỉ số Dow Jones trong cả tuần này nó cũng sẽ cho thấy con số sụt giảm. Thế thì chúng ta hiểu thế nào về Jackson Hole, hiểu thế nào về gọi là bồ câu hay diều hâu? Diều hâu hay bồ câu? Diều hâu hay bồ câu? Và chúng ta sẽ chờ đợi điều gì trong cái bài phát biểu của không chỉ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là Jerome Powell, còn có rất nhiều các cái giám đốc hay là thống đốc các cái ngân hàng trung ương các cái quốc gia khác sẽ tham gia vào Jackson Hole. Hội nghị Jackson Hole hay còn gọi là hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế hàng năm của Ngân hàng Dự trữ Liên bang thành phố Kansas. Hội nghị thường niên năm nay bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 tại Mỹ, là nơi hội tụ của các thành viên Ngân hàng Trung ương, Bộ trưởng Tài chính, các nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu quan tâm đến thị trường tài chính toàn cầu. Ban đầu, sự kiện tổ chức bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở thành phố Kansas hình thành vào năm 1978 như một diễn đàn để thảo luận về thương mại nông sản. Nhưng những năm sau đó đã có những nỗ lực mở rộng phạm vi của hội nghị sang các vấn đề chính sách chung. Vào năm 2019, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có một bài phát biểu giữa chiến dịch của Tổng thống Mỹ, khi đó là Donald Trump, nhằm kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất. Vào năm ngoái, Chủ tịch Powell đã nói về sự gia tăng mạnh của lạm phát, gây sức ép tới người dân và doanh nghiệp. Tuy vậy nhưng chỉ mang ảnh hưởng ngắn hạn. Vậy qua những tiêu điểm chính của cuộc họp mặt, liệu những thông tin và quyết định của thành viên tham dự có thật sự đúng? Các nhà đầu tư có thể chuẩn bị và rút ra cho mình những kinh nghiệm gì từ cuộc họp mặt lần này? Mời quý vị cùng theo dõi phần phân tích của chuyên gia ngay sau đây. Chương trình đào tạo CGBA phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu, trực tiếp đào tạo bởi giảng viên Long Phan, học viên sẽ thực hành các phương pháp phân tích tài chính và kinh doanh đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin tại website afa.edu.vn hoặc hotline 094-238-6611. Vâng, thưa khán giả của kênh Tài chính Kinh doanh, ở đây tôi có một cái tiêu đề rất là hay mà rất là vần, đọc rất là vần luôn anh Long. Jackson Hole, diều hâu hay bồ câu, và bên cạnh là cái bức ảnh của Chủ tịch Fed Jerome Powell với cả các cái học giả khác. Thế thì anh Long có thấy một cái điều gì đặc biệt không? Họ đang đứng không phải ở trong một cái hội thảo rất là nghiêm túc mà họ lại đang đứng ở ở một cái khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp, gần đúng không ạ? Gần gũi với thiên rất nhiên. Là gần gũi với thiên nhiên. Nhưng mà bác này là bác còn hay hơn là bác như có vẻ đi giày sport này. Vâng. Đấy, gần gũi thiên nhiên là phải đi giày sport, đúng không ạ? Ở đây thì chắc là mà đối với tôi cảm nhận thấy rằng là đối với cả những người theo dõi thị trường tài chính ở Việt Nam thì chưa để ý đến cái thông tin này lắm. Chính vì vậy tôi mới quyết định làm cái chương trình này. Tại vì đối với những cái người mà theo dõi tài chính quốc tế thì Jackson Hole là một cái sự kiện vô cùng quan trọng, mà dựa vào đây thì các cái gọi là những người theo dõi thị trường, đánh giá thị trường hoặc là tham gia thị trường phải đưa ra những cái quan điểm của mình. Thì đầu tiên thì chúng ta phải phân biệt giữa conference và symposium. Symposium ví dụ như là chúng ta mở một cái hội nghị thì người ta thông thường dùng cái từ conference, tức là nó mở rất là rộng rãi cho đến rất là nhiều người. Thế còn symposium thì nó xuất phát từ một cái từ có nguồn gốc từ Hy Lạp, đó là những cái người mà thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội, họ sẽ đến với nhau,
họ có trước đây thì chắc là trong thời Hy Lạp thì họ sẽ ăn uống uống một chút rượu gì đó, sau đó thì khi mà họ cảm thấy rất là thoải mái, họ trao đổi về những ý tưởng của mình. Và sau đó thì nó có một cái từ nữa mà chúng ta rất là hay dùng, đó là symphony, tức là cái sự giao hưởng, cái sự hòa hợp về ý nghĩ, về các cái quyết sách, thì sau đó thì họ sẽ triển khai ở trong cuộc sống. Thế cái từ Jackson Hole thì được coi là một symposium, tức là một hội nghị chuyên đề và chỉ chuyên bàn về chính sách kinh tế vĩ mô thôi anh Long. Và những người đó là khá là tương đương nhau. Và nó thành gọi là symphony, tức là dàn giao hưởng đúng không? Vâng, và nó mỗi người nó sẽ có một màu sắc khác. Và anh nhìn thấy ở đây họ có một cái từ gọi là một cái báo cáo tổng hợp mà nhìn anh nhìn thấy nó sẽ không có một cái dấu hiệu nào của kinh tế và tài chính cả. Đó là một mặt hồ rất là phẳng lặng, và cái tiêu đề của nó là in late August, tức là cứ vào cuối tháng 8 hàng năm là tất cả những cái giới học thuật cũng như là người làm chính sách họ sẽ tụ tập vào đây và họ sẽ quyết định cái chính sách của mình. Tức là Jackson Hole là một địa điểm mà anh Tuấn? Vâng, Jackson Hole là một địa điểm tại Wyoming, một tiểu bang ở vùng Mountain West của miền Tây Hoa Kỳ. Ở đây thì có gọi là ngân hàng của Kansas City, và họ sẽ từ của thành phố Kansas, và đây là một cái hội nghị chuyên đề bắt đầu từ năm 1978. Tức là đến bây giờ là cũng mấy chục năm rồi đúng không? Okay. Năm nay là kỷ niệm năm thứ 45. Ban nãy tôi có nói rằng là sẽ có 120 người tham dự cái hội nghị chuyên đề này, thì ở đây sẽ gồm những cái người thuộc về phía hoạch định chính sách, cũng như là những cái người mà có cái tiếng nói ở trong các cái lĩnh vực. Thì ở đây thì cái thành phần tham gia rất là được chọn lọc, có từ phía các cái tổ chức tài chính lớn trên thế giới thì có 8 đại diện, học giả có 24 đại diện. Anh Long nhìn thấy ra các giám đốc ngân hàng trung ương, 45 ngân hàng trung ương. Đấy, như tôi nói là ngoài Jerome Powell thì còn có các giám đốc, các cái thống đốc các ngân hàng trung ương khác. Vâng, đúng, đúng rồi. Phía truyền thông chỉ có 12 đại diện. Đấy, và rất được chọn lọc, và thành viên của Fed thì có 25 và các quan chức chính phủ thì có 5. Và ở đây thì họ sẽ thảo luận về các cái vấn đề lớn có thể tác động đến, quan trọng nhất là đến nền kinh tế của Mỹ và những cái nền kinh tế của các quốc gia được gọi là đang dẫn dắt thế giới. Và những cái thảo luận này thì nó tác động mà nó phản ánh đâu đó, hoặc nó đưa ra những cái gợi mở đúng không ạ? Tiếng Anh nó gọi là hint, là gợi mở về cái chính sách và sắp tới những nhân vật này nó sẽ có những cái tác động một cách thực sự trên thị trường. Và đó là tại sao giới đầu tư lại quan tâm đến điều này, và người ta lại đưa ra hai cái thuật ngữ là diều hâu với bồ câu và Hawkish and Dovish. Anh Tuấn có thể giải thích hai cái từ này không? Thế nào thì là diều hâu, thế nào bồ câu? Hai cái từ này để chỉ hai cái trạng thái về chính sách tiền tệ của cái người đứng đầu ngân hàng trung ương. Nếu như là họ quyết định tăng lãi suất một cách rất là cấp tập, rất là nhanh thì gọi là trường phái diều hâu, có nghĩa rằng là rất là nhanh, rất là tốc độ. Thế còn nếu mà một hình ảnh bồ câu, tức là hình ảnh rất là hiền từ, gọi là từ từ thôi, chậm chãi, thì với trong chính sách tiền tệ có nghĩa rằng là kể cả việc giảm hay là tăng lãi suất đều tiến hành rất là êm đềm, thì họ gọi là bồ câu. Và thông qua những cái thông điệp này thì thị trường cũng có thể phân tích được rằng là các cái người đứng đầu các ngân hàng trung ương đang đi theo cái hướng như thế nào. Và chúng ta có thể nhìn thấy lịch sử 45 năm của hội nghị Jackson Hole có những cái cột mốc vô cùng quan trọng, bắt đầu từ năm 1978 và đây bây giờ là hội nghị là lần thứ 45 năm 2022. Thì đầu tiên thì tập trung khi mà thế giới đang cái phần tài chính nó chưa được gọi là liên thông cho lắm thì bắt đầu thì là thảo luận thường về thương mại ở trên thế giới. Sau đó thì các cái chính sách tiền tệ từ năm 82, 89, 2005 mới bắt đầu là có những cái thảo luận rất là sâu. Và có một cái điểm rất là hay ở đây, anh Long. Ở đây thì mục tiêu của hội nghị chuyên đề họ là trao đổi kiến thức và học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Nếu chúng ta quay lại năm 2021 ấy, khi mà gọi là Jerome Powell có nói rằng là lạm phát chỉ là tạm thời, thì nếu mà đúng như bây giờ thì nó hoàn toàn là không đúng. Và tức là sai lầm, đúng không? Nhận định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và là sai lầm. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy tính hệ thống trong toàn bộ các cái chính sách của ông. Dù đó là sai lầm nhưng mà đó là một cái sự nghiên cứu, cũng như là tất cả những cái giả định về chính sách họ đã nghiên cứu rất là kỹ, và có thể họ đi như thế này. Có thể là gặp vấn đề với cả thị trường, tuy nhiên họ có cái gọi là các cái quyết sách của họ mang tính rất là hệ thống, rất kiên định. Vâng. Rồi, và họ sẽ đàm tọa để đưa ra cái chính sách tài chính phù hợp và đưa ra các cái hoạch định kịp thời với cả xu hướng kinh tế. Thế thì câu hỏi đối với chúng ta là năm nay họ sẽ bàn thảo với nhau về vấn đề gì? Và đấy là một cái chủ đề rất là hay mà họ đã đưa ra năm ngoái, đó là chính sách tiền tệ trong một nền kinh tế không bằng phẳng, không bình đẳng, uneven economy. Còn năm nay họ đã đưa sẵn cái chủ đề đó là đánh giá lại các ràng buộc kinh tế và chính sách. Và trọng tâm của Jackson Hole 2022
Thì tôi có tóm tắt ở đây, ở trong mấy cái dòng rất là ngắn gọn như thế này. Chủ đề năm nay sẽ khám phá sự xuất hiện với những hạn chế kinh tế trong thời kỳ đại dịch và việc cân nhắc nguồn cung đã trở lại vị trí trung tâm như thế nào. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta nhìn vào nền kinh tế, chúng ta nhìn thấy rằng là lạm phát tăng trưởng rất là nhanh. Tuy nhiên trước đây thì mọi người nghĩ rằng là do vấn đề về tiền tệ phải nâng lãi suất lên. Tuy nhiên thì ở đây đã thấy rằng là lạm phát nó đến từ nguồn cung và việc các cái chính sách tiền tệ thì nó đều có giới hạn của nó. Chi phí đẩy. Vâng. Lạm phát, chúng ta đã nói về câu chuyện lạm phát do chi phí đẩy rất nhiều từ đầu năm đến giờ. Vâng. Nhưng như thế thì giới đầu tư họ sẽ kỳ vọng cái bài phát biểu của Jerome Powell là bồ câu hay diều hâu anh Tuấn? Thị trường thì đang rất kỳ vọng là sẽ theo hướng diều hâu. Còn họ dự báo là diều hâu. Vâng, họ dự báo là diều hâu. Chút nữa thì tôi sẽ có cái sự phân tích ở trong những cái gọi là xác suất về được tăng lãi suất sắp tới. Nó đã thay đổi rất là nhanh kể từ khi cuộc họp này có cái thông tin. Ở đây thì vấn đề tiếp theo là họ sẽ xem rằng là lo ngại về tính bền vững của tài khoá và quy mô cuối cùng của bảng cân đối của các ngân hàng trung ương. Tức là cái việc mở rộng liên tục của các ngân hàng trung ương đang là một cái vấn đề rất là lớn mà họ sẽ thảo luận ở trong đợt này. Thế thì ở thời điểm chúng ta đang ghi hình thì Jerome Powell thì vẫn chưa phát biểu tại vì 8 bây giờ, giờ... 8, bây giờ là 3 giờ, 3 giờ giờ Việt Nam, 3 giờ chiều thứ 6. Vâng, thế còn đến 8 giờ tối giờ 8 giờ sáng Mỹ thì chắc là khoảng đâu đó khoảng 4-5 tiếng nữa thì bắt đầu đến bài phát biểu của Jerome Powell. Vâng. Và ông cũng chỉ là một cái người là ở đây chỉ ghi là speaker thôi, tức là ông cũng sẽ là một người phát biểu và có rất là nhiều các cái học giả cũng sẽ thảo luận về cái chương trình này. Chúng ta cũng có thể tham khảo toàn bộ những cái thông tin này trên trang web của gọi là Ngân hàng Trung ương Kansas của Mỹ. Cái đường link thì tôi sẽ gửi lại sau ở trong cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam, các bạn có thể theo dõi ở trong đó. Ở đây thì tôi muốn chia sẻ thêm một cái điểm nữa, đó là cái việc mà thảo luận về chính sách và việc thực thi của chính sách của họ thì khá là nhất quán, nên là cái việc theo dõi các cái biên bản của Jackson Hole là vô cùng quan trọng đối với những người làm đầu tư. Tại vì nếu mà như năm ngoái, chúng ta có thể thấy rằng là năm ngoái khi Jerome Powell còn nói rằng là lạm phát chỉ là tạm thời, ông lúc ấy ông cho rằng là trong cái văn bản ông còn nói rằng là, ở đây tôi có thể chia sẻ, nghiên cứu khẳng định là chỉ mang tính chất tạm thời. Thì chính vì vậy nên là cái giai đoạn đầu đầu năm ấy, các cái quyết định của Fed hầu hết là tôi nhìn thấy là rất là đều nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà lạm phát đã vượt qua 8% thì bắt đầu cái chính sách của Fed đã hoàn toàn thay đổi. Và năm nay thị trường cũng kỳ vọng rằng là Fed sẽ có thể tiếp tục cái tốc độ tăng lãi suất của mình. Thế còn ban nãy anh Long còn nói rằng là đây là gọi là bồ câu hay là diều hâu. Thế thì chúng ta đã phân tích rất là kỹ ở trong WeTalk và tôi thấy rất là một cái điểm đồng điệu rằng là chúng ta có WeTalk, cũng có các cái chuyên gia đến và nhận định và cũng vào tháng 8 anh Long. Thì hy vọng rằng là WeTalk đâu đó bằng 1/1000 sức ảnh hưởng với cùng và, Jackson Hole là và, tốt lắm rồi. Vâng, thì ở đây thì anh Long có thể nhìn thấy ở thời điểm hiện tại là tôi nhớ là trong WeTalk chúng ta còn nói rằng là cái dư địa của việc tăng lãi suất của Mỹ nó không còn nhiều và khả năng là tăng 50 điểm là cao. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là cái mức tăng 50 điểm thì nó chiếm 41.5%, còn mức tăng 75 điểm thì anh Long có thể nhìn thấy ở kia 58.5%. Như vậy trường, là thị trường đang tính rằng là có thể là phải tăng đến 75 điểm nữa đấy. Họ kỳ vọng là như thế cũng tốt thôi. Tôi chỉ e ngại cái chuyện là bây giờ đang kỳ vọng là tăng 50 điểm mà cơ bản tức là 0.5% mà lại thành tăng 0.5, đúng không? Đúng không ạ? 50 điểm cơ bản là tương ứng 0.5%. Vâng. Đấy, thì hiện nay thì mức kỳ vọng của thị trường đâu đó là 75 nhiều hơn, 75 điểm 15 kỳ vọng nhiều hơn. Vâng. Còn 50 thì kỳ vọng 41, nhưng mà tôi nghĩ rằng là như thế thì ổn. Vì sao? Đến khi thực tế nó ra và tăng 50 điểm thì mọi thứ nó được nó lại tốt trở lại. Ở đây thì tôi với cả anh Long thì hơi có e ngại một tí khi làm những cái chủ đề như thế này. Các bạn có thể là một số bạn có theo dõi bảo rằng là không nói rõ ràng ba chữ cái mà toàn nói chuyện ở tận bên Mỹ. Nó xa vời quá, nhưng mà gần một năm nay khi tôi làm cùng anh Long ở trong chương trình tài chính kinh doanh thì tôi nhận thấy rằng là các cái chính sách của Mỹ rất ảnh hưởng đến Việt Nam. Và như từ đầu năm tôi đã có phân tích rất là rõ ràng, khi Fed bắt đầu có cái quyết định tăng lãi suất ấy thì tôi đã nói chỉ rất là rõ cái vấn đề về tỷ giá và lãi suất. Và hai cái vấn đề đó đến thời điểm này thì tôi vẫn nhìn thấy đó là một cái trọng tâm mà của Ngân hàng Trung ương Việt Nam đang cần phải giải quyết. Và nếu như tiếp tục tăng 75 điểm thì tôi nghĩ rằng là cái sức ép lên tỷ giá
là và như vậy để giữ tỷ giá thì chúng ta phải tiếp tục nâng lãi suất là tiếp tục còn rất là căng hay không? Dạ, Việt Nam mình thì vấn đề lớn nhất đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mình là bây giờ đang là tỷ giá. Vâng. Chúng ta phải giữ tỷ giá đồng Việt và đồng đô. Vâng. Trong trường hợp mà giá đồng đô vẫn được đẩy lên đến đỉnh cao, có những cái thời điểm là một đô bây giờ còn lớn hơn một euro. Vâng. Đấy, thì cái sức ép đối với chúng ta đồng đô và đồng Việt nó sẽ lớn, và Việt Nam mình nếu như mà không giữ được thì chúng ta sẽ phải có những cái sức ép mà trong cái vấn đề về ngân sách, vấn đề về xuất khẩu, nợ công, đúng không? Chúng ta vay tiền nước ngoài mà. Vâng. Và chúng ta cứ trượt một vài phần trăm là chúng ta chết rồi, đúng vâng. không ạ? Thì đấy là cái mà chúng tôi hy vọng rằng là những cái nội dung như thế này, tôi với anh Tuấn thì chỉ muốn là chia sẻ cho chúng ta có cái sự hiểu biết, cái đó quan trọng hơn, bởi vì nó sẽ có giá trị lâu dài. Vâng. Chúng ta thay vì chúng ta chỉ biết ngày hôm nay có gì, thị trường ra làm sao, thì chúng ta nắm bắt được tất cả những thông tin, những cái sự kiện diễn ra và hiểu biết về nó để có thể đánh giá thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự chủ động trong mọi các quyết định. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng là trong đầu tư thì việc theo dõi các cái chính sách vĩ mô là vô cùng quan trọng, trong đó đặc biệt là các chính sách tiền tệ. Thì ở đây Jackson Hole là một cái nơi mà toàn bộ những cái người được gọi là đang gọi là nắm quyền hoặc là người đưa ra cái chính sách thì họ sẽ tập trung lại và họ thảo luận. Và đây thì không chỉ là chính sách tiền tệ của Mỹ đâu, tôi nghĩ rằng là đây là của ở cái góc độ nhìn của tôi nó là phạm vi toàn thế giới. Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với cái môi trường đầu tư tại Việt Nam và các cái biến số mà chúng ta đưa vào bài tính toán của chúng ta. Và tôi cũng hy vọng rằng là những cái bài tính này nó không chỉ một năm mà nó giúp chúng ta đánh giá lại cái danh mục đầu tư của chúng ta trong vòng từ 3 đến 5 năm và chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái hiệu quả của nó như thế nào. Đấy, một bài báo tiếp theo tôi có ở đây đó là đồng đô la là sẽ tăng. Vâng. Tăng giá. Đấy. Nếu mà 75 điểm trước cái bài phát biểu của Powell đấy. Vâng, thì chắc chắn là tăng và như vậy là các cái thị trường khác kể cả vàng hay là lãi về cổ phiếu thì tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng. Rồi. Vâng. Và thưa các bạn, khi các bạn theo dõi chương trình này thì chúng tôi sẽ có hai câu hỏi sau dành cho các bạn để các bạn trả lời bằng cách là comment ở trong clip của chúng tôi. Câu hỏi thứ nhất là đến khi các bạn đã xem clip này thì đã có bài phát biểu của Jerome Powell rồi. Vâng. Đấy, thì các bạn hãy theo dõi và ghi vào đây giúp chúng tôi là ông Jerome Powell ông sẽ hướng việc tăng lãi suất là dạng diều hâu hay bồ câu. Vui lòng comment ở trong clip. Đấy, như thế thì chúng ta biết và chúng ta theo dõi chứ đúng không? Chúng ta theo dõi chúng ta mới có thông tin để trả lời được. Đấy. Và cái thứ hai, câu hỏi thứ hai dành cho mọi người là tỷ giá giữa đồng Việt và đồng đô la Mỹ thì liệu đồng Việt có mất giá so với đồng đô sau cái sự kiện này hay là lại tăng giá? Đấy, thì vui lòng comment ở trong clip giúp chúng tôi. Vâng, chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ theo một cách đó là chúng ta sẽ trao đổi với nhau, chia sẻ thông tin và mọi người vận dụng nó trong thực tế. Đúng không? Đấy, hai câu hỏi vừa rồi đấy là cách để chúng ta vận dụng thì sẽ mang lại rất nhiều các cái nền tảng kiến thức và thông tin cũng như là kinh nghiệm cho tất cả chúng ta. Và rất là cảm ơn anh Tuấn đã chuẩn bị một bài rất là công phu ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian qua và cả chương trình này. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tiếp theo. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094 238 6611.